Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Nói thẳng, nên khai tử quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng, quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu đang rất lộn xộn, thiếu nguyên tắc, thiếu giám sát. Có nhiều lý do cho thấy nên xem xét khai tử công cụ điều hành giá thiếu minh bạch và khó kiểm soát này. Câu chuyện doanh nghiệp đầu mối có dư nợ bị ngân hàng thương mại tự động cấn trừ nợ từ tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG, vốn do người dân đóng góp và không được trích cho mục đích khác, khiến dư luận những ngày gần đây không khỏi ngỡ ngàng. Việc kết luận ngân hàng này đúng hay sai, thực hiện trên căn cứ nào thuộc về trách nhiệm của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, dù bên nào đúng thì sự việc cũng cho thấy việc sử dụng, quản lý quỹ BOG đang rất lộn xộn, thiếu nguyên tắc và thiếu giám sát. Câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã quản lý, trích lập và sử dụng quỹ BOG như thế nào, có mở và kê khai tài sản chi tiết cũng như công khai mục đích sử dụng tài khoản hay không, mà dẫn đến tình huống ngân hàng trích nhầm. Việc thu chi quỹ theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính có được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt hay không? Theo quy định, định kỳ ngày 1 hàng tháng, ngân hàng thương mại, nơi thương nhân đầu mối xăng dầu mở tài khoản tiền gửi quỹ BOG, phải gửi sao kê giao dịch phát sinh về Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Trong đó, cần thể hiện rõ số dư đầu kỳ báo cáo, số trích lập và số sử dụng trong kỳ báo cáo. Như vậy, quy định có vẻ như rất rõ ràng, nhưng việc quản lý vẫn tồn tại cả sự bất cập lẫn bất ổn. Bất cập ở chỗ, cơ quan quản lý nhà nước tuy có vai trò, trách nhiệm điều hành nhưng không có khả năng cũng như không có quy định cụ thể làm cơ sở để cập nhật được tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đầu mối. Kẽ hở này dẫn đến tình trạng thương nhân hoàn toàn có thể chỉ báo cáo số dư quỹ BOG trên sổ sách, còn số tiền thực trong tài khoản lại là chuyện khác. Đáng nói hơn, do quỹ BOG được giao cho doanh nghiệp quản lý nên việc sử dụng theo quyết định của Liên Bộ Tài chính Công Thương thường được doanh nghiệp linh hoạt tính vào giá bán lẻ xăng dầu. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm trừ phần chi quỹ vào doanh thu bán hàng. Điều này khiến dòng tiền ra vào tài khoản ngân hàng của quỹ BOG có thể không tách bạch với các tài khoản khác của doanh nghiệp. Bất ổn ở chỗ, cơ quan điều hành giá xăng dầu không thể dự đoán được chính xác biến động của thị trường trong tương lai. Trong tình huống có những bất ổn địa chính trị đẩy giá thế giới liên tục tăng, kéo giá bán lẻ trong nước tăng theo, quỹ BOG sẽ chịu áp lực lớn. Đã có nhiều thời điểm phải xả quỹ mạnh và liên tục khiến quỹ âm. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, doanh nghiệp phải tìm cách bù đắp thâm hụt, cân đối dòng tiền thông qua nguồn vốn tín dụng. Khi đó, liệu có chắc rằng doanh nghiệp có dư nợ không rơi vào tình trạng bị ngân hàng trừ nợ thông qua tài khoản riêng khác, dù đó là tài khoản quỹ BOG vốn bất khả xâm phạm? Gần 10 năm nay, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng đề nghị bỏ quỹ BOG khỏi công thức tính giá xăng dầu. Tuy nhiên, với danh nghĩa bình ổn, giá mặt hàng cực kỳ thiết yếu, quỹ BOG vẫn có lý do để tồn tại. Đáng nói là, trong khi chỉ có một lý do để tồn tại mà lý do này đi ngược với nguyên tắc thị trường, thì có nhiều lý do cho thấy nên xem xét khai tử công cụ điều hành giá thiếu minh bạch và khó kiểm soát này. Nghệ An, tài nguyên bị rút ruột trái phép, phạt doanh nghiệp thôi đã đủ. Quý vị thân mến, vừa qua, một chủ mỏ đá trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyết còi về hành vi lấn chiếm hàng chục nghìn mét vuông đất để khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với mức xử phạt hành chính như vậy, liệu rằng có đủ răn đe đối với các doanh nghiệp cố tình vi phạm hay không? Và dư luận đang quan tâm có hay không tình trạng buông lỏng quản lý, làm ngơ của các tổ chức, cá nhân khác khiến nguồn tài nguyên khoáng sản nhà nước bị thất thoát nghiêm trọng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần xây dựng Văn Sơn là chủ mỏ đá Văn Sơn ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu về hành vi lấn chiếm đất, khai thác khoáng sản ngoài phạm vi cho phép với tổng số tiền là 330 triệu đồng. Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường mỏ đá nói trên, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu phát hiện mỏ đá Văn Sơn đã lấn chiếm đất, khai thác ngoài phạm vi giấy phép, nên lập biên bản và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt. Trên cơ sở đó, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định số 192 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng số tiền 330 triệu đồng đối với công ty cổ phần xây dựng Văn Sơn. Được biết,
Công ty này có địa chỉ ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, do ông Lê Văn Sơn, 61 tuổi, làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc và đồng thời là chủ mỏ đá Văn Sơn, xã Quỳnh Văn. Qua thu thập thông tin, chúng tôi được biết, biên bản do đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu lập vào ngày 9 tháng 6 năm 2023 thể hiện rõ nội dung. Mỏ đá Văn Sơn đã lấn, chiếm hơn 63.446,8m2 đất, đồi núi chưa sử dụng tại khu vực nông thôn. Trong đó, làm văn phòng, trạm nghiền, bãi tập kết với diện tích 2.800m2, khai thác khoáng sản với diện tích lên đến 60.646,8m2 tại khu vực Lèn Trụ Hải, xã Quỳnh Văn. Với hành vi vi phạm trên, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đá, lấn, chiếm. Thời gian vừa qua, mặc dù các cấp, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã tăng cường kiểm tra, thanh tra và sử dụng nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn vấn nạn khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, trên thực tế thì tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Minh chứng như nội dung đã nêu về việc xử phạt công ty cổ phần xây dựng Văn Sơn lấn chiếm hơn 60.000 m2 đất để khai thác khoáng sản trái phép. Hai đơn cử như trước đó cũng với hành vi vi phạm khai thác, lấn chiếm và vượt ra ngoài ranh giới, khu vực được cấp phép. Công ty cổ phần Quỳnh Giang có trụ sở tại xóm 5, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu cũng bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Theo đó, công ty cổ phần Quỳnh Giang đã ngang nhiên lấn chiếm 17.781,8m2 đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, khu vực Lèn Hòn Giềng, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu để làm văn phòng, bãi tập kết, khai thác khoáng sản. Diện tích này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục thuê đất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác từ 1,5 hectare trở lên. Cụ thể là đã khai thác vượt ranh giới cấp phép là 2,5677 hectare so với giấy phép số 3513 ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những dẫn chứng nêu trên cho thấy một thực trạng đáng báo động hiện nay, đó là công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn khá lỏng lẻo. Điều này đã tạo ra nhiều kẽ hở để các doanh nghiệp lợi dụng khai thác, mua bán trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, nhất là người đứng đầu, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, vụ lợi cho bản thân hoặc bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức để người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản để xảy ra vi phạm hoặc không cương quyết xử lý sau khi phát hiện vi phạm về khoáng sản trên địa bàn.